Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với cái bài test số 3. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần giải đề ha. Bây giờ với cái phần đầu tiên trong cái bài test số 3 thì chúng ta sẽ có cái phần phát âm. Câu hỏi số 1. Tìm sự khác biệt giữa các cái âm được gạch dưới. So what the word handicap, handbook, handbag. So trong những cái từ đó thì cái âm d được phát ra rất là nhẹ. Nhưng đối với từ handkerchief thì cái âm đó coi như không có. Như vậy cái lựa chọn của chúng ta ở đây sẽ là handkerchief. Qua cái câu hỏi số 2. Với một số từ. Thế thì trong các cái từ này âm được gạch chăng? Âm thì trong các cái từ là exotic, on it và air thì cái âm đó là âm câm. Còn lại height thì âm đó được phát ra là như vậy cái lựa chọn của chúng ta sẽ là height. Qua cái phần về dấu nhấn. Câu hỏi số 3, chúng ta có 4 từ. Thế thì trong cái trường hợp các từ weather, highland, instant, dấu nhấn nó sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất. Còn lại từ confirm, dấu nhấn sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Như vậy lựa chọn của chúng ta sẽ là confirm. Trường hợp số 4, chúng ta có 4 từ. Trong 4 từ này thì dependence, prediction, disastrous, nó có dấu nhấn ở âm tiết thứ hai. Còn lại complement có dấu nhấn ở âm tiết thứ nhất. Như vậy cái lựa chọn của chúng ta sẽ là D. Ở câu hỏi số 5, chúng ta có các cái từ applicant, ambitious, essential, performant. Như vậy từ applicant dấu nhấn rơi vào âm tiết thứ nhất. Còn lại những cái từ ambitious, essential và performant thì dấu nhấn rơi vào âm tiết thứ hai. Như vậy lựa chọn của chúng ta sẽ là lựa chọn A. Qua cái phần tiếp theo là câu hỏi liên quan tới từ vựng và cụm từ. Với câu hỏi số 6, chúng ta có từ được gạch chân là mingle. Và bốn cái lựa chọn. Thì trong cái nghĩa của các từ này, the word mingle, that means trộn lẫn hay là lẫn vào nhau. Thế vậy, cái nghĩa của nó thì nó sẽ tương ứng với từ mix. Trong khi đó, những từ như là associate, có nghĩa là kết giao, kết hợp, liên kết. Hay là social, xã hội hóa. Hay là từ part, là bộ phận, là một phần. Như vậy cái lựa chọn của chúng ta sẽ là mixed. Với cái câu hỏi số 7, bạn có cái từ embedded. Thì từ impede có nghĩa là làm trở ngại, làm cản trở. Như vậy xét về cái nghĩa thì nó sẽ tương ứng với cái từ prevent, là gây trở ngại, cản trở. Trong khi đó là những cái từ như là promote thì nghĩa là thăng cấp hoặc là đề bạt hoặc là đẩy mạnh, hay là assist là hỗ trợ, là giúp đỡ, hay realize là nhận ra. Như vậy cái lựa chọn ở đây sẽ là prevented. Với cái câu hỏi số 8, từ accessible, nghĩa của từ accessible trong trường hợp này là be able to use or obtain, có thể được sử dụng hoặc là đạt được, có được. Như vậy nó sẽ là tương ứng với nghĩa của từ available. Còn những cái từ khác như là beautiful thì các bạn đã biết nghĩa của nó thông dụng rồi. Economic là thuộc về kinh tế, natural là thuộc về tự nhiên. Như vậy cái lựa chọn của chúng ta sẽ là available. Phần tìm từ trái nghĩa thì với cái câu the consequence of the typhoon were disastrous due to the lack of precaution measure. Thế vậy ở đây bạn có cái từ disastrous. Thế thì về nghĩa từ disastrous có nghĩa là thảm khốc, tai hại. Và mặt tương ứng nghĩa với một số từ như là severe là khốc liệt, hay là damaging gây hại, gây thiệt hại. Còn cái từ beneficial thì cái nghĩa của nó lại ngược lại, đó là thuận lợi, có lợi là tốt. Như vậy cái nghĩa mà
cái từ trái nghĩa trong trường hợp này thì bạn sẽ chọn beneficial. Đấy. Qua cái câu tiếp theo với cái từ trái nghĩa với từ promoted. Thì nghĩa của từ promoted như mình đã gặp lúc nãy là thúc đẩy, đẩy mạnh hoặc là khuyến khích hoặc là thăng chức. Thì một số cái từ nó có thể tương ứng với cái nét nghĩa đó. Ví dụ như chữ expand là mở rộng, hay là chữ boost là thắt chặt, tăng cường. Còn cái chữ balance là cân đối, cân bằng. Trong khi cái từ restrict thì nghĩa của nó lại ngược lại, đó là hạn chế hay là thu hẹp hay là giới hạn. Như vậy cái lựa chọn trái nghĩa với promoted ở đây sẽ là restricted. Qua cái phần về cấu trúc ngữ pháp. Với cái phần đầu tiên, mình sẽ chọn ra cái phương án nó chưa chính xác. Thì lựa chọn ở đây sẽ là lựa chọn B với lý do là dạng thức đảo ngữ được dùng nếu như bạn đẩy not until ra đầu câu. Not until thì nó sẽ dùng với đảo ngữ ở trường hợp của mệnh đề thứ hai. Not until, mệnh đề thứ nhất, chủ ngữ động từ chiều quá khứ đơn. Mệnh đề thứ hai, dùng đảo ngữ với cái trợ động từ did, chủ ngữ và dạng thức của infinity. Như vậy bạn thấy not until he got home là quá khứ đơn, mệnh đề thứ nhất. Nhưng mệnh đề thứ hai với he realized không có đảo ngữ. Như vậy đó là sai. Cái lỗi nó nằm ở câu B. Qua cái trường hợp tiếp theo, when you are writing or speaking English, it's important to you language that include both men and women equally the same. Thế thì với các cái lựa chọn A, writing or speaking thì đó là sự tương đồng khi sử dụng hai cái dạng thức đối với chữ or liên từ. Thì cái trường hợp này nó chính xác. It đi với is trong trường hợp của chủ ngữ giả, ok. Rồi that nó là một cái đại từ quan hệ để dùng kèm với the language. Như vậy ổn trong các cái lựa chọn A, B và C. Nhưng riêng ở lựa chọn D với equally the same, the same là một tính từ, cho nên khi mà nó sử dụng ở cái lựa chọn D thì thông thường trong cái trường hợp include both men and women equally the same thì cái nhóm ở câu D này nó sẽ bổ nghĩa cho cái include, bổ nghĩa cho một cái động từ. Như vậy bổ nghĩa cho động từ thì chúng ta không thể dùng với một tính từ mà chúng ta phải dùng một cái trạng từ. Như vậy cái lựa chọn D là nó không phù hợp. Câu D như vậy nó là lỗi sai, nó nằm ở đây. Và với cái câu tiếp theo thì bạn có cái sự tương đồng khi sử dụng với các cái liên từ and và or, nguyên tắc về tương đồng song song khi sử dụng các liên từ này. Như vậy phía trước nó là nhóm nào thì phía sau nó phải là nhóm tương ứng. Thế thì bạn thấy các cái lựa chọn A, B và C thì nó ổn, nhưng mà ở cái lựa chọn D bạn thấy phía trước chữ and là be affected. Như vậy be affected là một dạng thức của động từ, nó dùng ở past participle affected. Nhưng mà tiếp theo and ở phía sau thì nó lại là early death. Death là một danh từ. Như vậy cái sự kết hợp ở đây nó không tương đồng theo nguyên tắc song song. Như vậy lỗi nó nằm ở câu D. Với cái câu tiếp theo, bạn thấy ngay cái lỗi nó nằm ở câu đầu tiên khi bạn dùng has và became. Như vậy has là một dạng thức của trợ động từ dùng ở dạng thức hiện tại hoàn thành. Thế thì hiện tại hoàn thành thì sau nó phải là past participle, nhưng became chỉ là động từ ở quá khứ đơn. Thế thì bạn phải dùng has become nó mới là chính xác. Ở câu số 15 thì chúng ta có một số cái từ. Thế thì với trường hợp của câu số 15, bạn sẽ thấy cái lỗi nó nằm ở cái in và that. Lý do là that là một cái đại từ quan hệ. Đối với cái trường hợp kết hợp giới từ và đại từ quan hệ thì bạn chỉ dùng được cái giới từ kết hợp với đại từ whom hoặc là đại từ which trong trường hợp câu đó. Nhưng bạn không có dùng với những cái đại từ khác.
Còn những cái lựa chọn khác A, B và D thì nó chính xác. Phần tiếp theo sẽ chọn những cái câu gần nghĩa nhất A, B, C, D, đúng nghĩa nhất trong các cái lựa chọn của bạn về mặt ngữ pháp. They live on a busy road. Bạn sẽ điền vào với các thông tin sau đó là a noise from traffic. Thì trong này bạn sẽ có cấu trúc there kết hợp với be, kết hợp với an, hoặc là một số cái số từ phù hợp kết hợp với danh từ. Đó là có. Còn cái cấu trúc của chữ must kết hợp với động từ khiếm must là động từ khiếm khuyết kết hợp với been infinitive trong trường hợp này thì nó có thể diễn đạt một cái suy luận mang tính hợp lý. Ở câu đầu là họ sống ở một cái đường đông đúc. Như vậy bạn có thể suy luận ra được rằng là nó sẽ ồn ào lắm do giao thông ở đây. Như vậy cái lựa chọn phù hợp nó sẽ là there must be. Sau cái động từ khiếm khuyết thì bạn có thể dùng động từ nguyên mẫu ở be infinitive. Còn nếu như mình dùng với have, nó đi với bad bad thì đó lại là một cái trường hợp giả định của động từ khiếm khuyết, là một cái giả thuyết ngược của động từ khiếm khuyết. Với cái lựa chọn ở câu số 17 thì nó là bạn có cái cấu trúc do you mind if. Đó là một cái câu dùng trong lời xin phép. Thế thì bạn muốn xin phép thì cái câu trả lời bạn có phiền nếu tôi mở cửa sổ để có không khí trong lành hay không? Thì nếu trả lời thì bạn sẽ trả lời tôi không phiền hay là tôi phiền hay như thế nào. Thế trong các lựa chọn ở đây thì cái lựa chọn phù hợp nó là not at all. Còn not for me nó không đúng, not enough nó không phù hợp với cái nghĩa never mind. Never mind thì nó không dùng trong cái trường hợp là xin phép như thế này. Với cái câu số 18 thì các bạn sẽ có các cái thông tin là sing reason, because of, rồi reason, rồi the result of. Thì trong trường hợp ở đây, ở câu số 18, vế đầu này là vế diễn đạt nguyên nhân. Nguyên nhân mà bạn thấy invention such as video, CDs, room and the internet là một cụm danh từ. Như vậy kết hợp với cụm danh từ để diễn đạt nguyên nhân thì bạn sẽ có because of, owing to hoặc là due to. Còn because hoặc là sing hoặc là as thì nó sẽ đi với mệnh đề có chủ ngữ và động từ trong đấy. Như vậy cái lựa chọn của chúng ta sẽ là because of reason invention. Với cái câu số 19, ở đây là một cái phrasal verb, một cái dạng thức của cụm động từ đi với động từ come. Bạn có come in for something, nó có nghĩa là nhận lĩnh cái gì đó. Còn come over thì nó có thể tương ứng với come across, với cái nghĩa là tình cờ gặp hay tình cờ tìm thấy. Còn come off thì nó là ngã, là giảm giá. Hay là come out of something là rời ra, rụng ra. Như vậy xét về cái nghĩa kết hợp của nó trong trường hợp này, criticism là sự phê bình, phê phán vì remarks he makes in television interview, vì những cái nhận xét mà anh ta đã đưa ra trên cái phỏng vấn. Như vậy ở đây là anh ta nhận được những cái phê phán, phê bình. Như vậy lựa chọn của chúng ta sẽ là ở câu số 20 thì bạn sẽ có là no matter how angry he was, cho dù anh ta có giận dỗi như thế nào, anh ta có tức giận như thế nào, thì anh ta cũng không bao giờ to violence. Violence là bạo lực. Thế thì với cái nghĩa kết hợp của nó, từ refuse là từ chối, resort nó có thể kết hợp với giới từ to, trong trường hợp nó nghĩa là dùng đến hay là cầu đến. Còn resist là chống lại, là kháng cự, hay là resolve là giải quyết. Như vậy xét về nghĩa thì bạn sẽ có cái kết hợp của từ resort trong trường hợp này, resort to violence. Anh ta sẽ không bao giờ dùng đến bạo lực. Câu tiếp theo, geologists discover that ways as ways only through solid matter. Như vậy trong cái mệnh đề này bạn thấy chưa có một cái động từ chính nào cả. Thế thì ở đây bạn phải dùng một cái động từ chính và nó phải chia thì và nó phải phù hợp với số của chủ ngữ. Như vậy xét về thì nó sẽ tương ứng với ở phía sau là cái dạng thức của hiện tại, thì bạn sẽ dọn ở dạng thức hiện tại ở đây và nó phù hợp với chủ ngữ ways là chủ ngữ số nhiều.
Như vậy bạn sẽ chọn động từ ở hiện tại và chủ ngữ số nhiều. Như vậy lựa chọn của chúng ta sẽ là đi. Câu tiếp theo. Trong trường hợp này bạn sẽ có cái từ khóa với what time là mấy giờ. Thế thì những cái câu trả lời này nó sẽ thể hiện là lúc nào, thời điểm nào. Như vậy trong các cái câu trả lời thì bạn sẽ thấy cái straight away là một cái lựa chọn phù hợp mà nó tương ứng với right now là ngay bây giờ. Với cái câu số 23, the show was so that nobody knew who was coming on next. Như vậy về nghĩa của từ show đi đến tính từ. Trong trường hợp cấu trúc câu ở đây thì đi sau động từ to be thì bạn sẽ có tính từ đi với chữ show này. Và that và mệnh đề ở phía sau. Như vậy quá đến nỗi mà. Thế thì trong trường hợp người ta cho các cái tính từ ở đây, xét về nghĩa, the disorganized, nó là lộn xộn, là thiếu tổ chức. Interesting, là thú vị. Confused, là gây bối rối, ngượng ngập. Như vậy nghĩa của nó thì bạn nên dùng cái từ disorganized. Và cấu trúc của chữ so kết hợp với tính từ hoặc là trạng từ, sau đó đi với that và mệnh đề. Nó là quá đến nỗi mà. Với cái câu số 24, in many aspects, the problem that John faced are a young man and a woman might face today. Chữ face trong trường hợp này là đối mặt. Thế thì trong trường hợp các cái lựa chọn thì bạn sẽ có cái từ problems được thay thế bởi chữ those. Nó như một cái đại từ thay thế cho problems, bởi vì problems là đại từ số nhiều. Còn much like là một cái dạng thức để mà so sánh, nó rất là giống với, rất là tương tự với. Như vậy cái lựa chọn của chúng ta sẽ là B, much like those. Với cái câu số 25, Mr. Hammond preferred to reside parked in such dishonest business deal. Từ reside là từ chức. Prefer tức là thích hơn. Ông này thích từ chức hơn là tham gia vào trong cái những cái dishonest là bất lương, không lương thiện, không chân chính. Deal, business deal ở đây là những cái giao dịch trong kinh doanh. Như vậy về cái nghĩa của nó thì bạn sẽ dùng cái tham gia vào. Cái cụm của nó là take part in. Nhưng mà ở đây với cái prefer kết hợp với to infinity thì sau đó bạn sẽ dùng than và to infinity. Như vậy lựa chọn trong trường hợp này nó sẽ là be. Bit by bit, a child makes the necessary changes to make his language. Bit by bit ở đây có nghĩa là dần dần, một ít, một ít. Như vậy trong trường hợp với chữ like thì nó sẽ diễn đạt cái ý muốn so sánh ở đây. Sự tương tự, sự giống nhau ở đây. Còn cái other people's thì nó sẽ thay cho cái other people's language. Như vậy cái lựa chọn phù hợp của chúng ta sẽ là like other people's. Like là một cái dạng thức so sánh là giống như. Còn cái chữ S tức là nó ngay chính trong trường hợp đó. Cho nên giữa chữ like và chữ S thì chúng ta chọn chữ like chứ không có chọn chữ S. Chính là đối tượng đó hay là chính trong trường hợp đó thì người ta sẽ dùng chữ S. Ở câu 27, can you wait while I run into the library? Thì trong trường hợp bạn muốn diễn đạt một cái câu điều kiện ở trong trường hợp câu trả lời thì bạn sẽ dùng if, as long as hoặc là provided that, providing that với cái nghĩa là nếu. Còn unless thì nó sẽ tương ứng với if not với cái nghĩa là nếu không. Như vậy với cái lựa chọn hurry là vội vã, tức là người này đồng ý chờ, nhưng mà nếu người kia nhanh lên một chút thì mới chờ. Như vậy cái lựa chọn của chúng ta sẽ là as long as. Còn even though là mặc dầu, cái nghĩa của nó không phù hợp trong trường hợp kết hợp ở đây. When là khi, không phù hợp về nghĩa. Với câu số 28,
They differ their opinion. Opinion là ý kiến. Differ. Thế thì ở đây bạn sẽ dùng chữ differ đi với một số giới từ như là in, như là on, như là about hoặc là over. Với cái nghĩa là disagree, tức là bất đồng. Còn cái chữ differ mà nó đi với from á, là nó có nghĩa là khác nhau. Trong trường hợp này thì mình sẽ dùng cái differ in their opinion. Hơn nữa kết hợp với cái opinion đó, thì thông thường người ta dùng in their opinion. Tiếp theo, every evening since last Christmas, I, my dog, out for a walk in the park. Ở khoảng trống thì nó thiếu một cái động từ được chia thì. Và ở vế trước, mệnh đề trước, bạn thấy chữ sing, last Christmas, với một cái mệnh đề với sing, thì cái vế còn lại nó sẽ chia với dạng thức của hoàn thành, là kể từ cái mùa Giáng sinh năm trước cho tới bây giờ. Như vậy bạn sẽ dọn dạng thức của hoàn thành ở đây, hiện tại hoàn thành, phù hợp với cái cấu trúc câu ở đây. Như vậy, since last Christmas, I have taken my dog out for a walk in the park. Với cái câu số 30, thì chúng ta có một số cái lựa chọn. I asked him for the money he owed me. He said he will bring it in a few days, but I don't think he has got it all. Như vậy, tôi hỏi anh ta về cái số tiền mà anh ta nợ tôi. Owes ở đây là nợ. Thì anh ta nói rằng anh ta sẽ trả trong vài ngày. Nhưng mà tôi nghĩ là anh ta không có đủ số tiền đó. Thế thì với một số cái lựa chọn, whenever, có nghĩa là at any time, là bất kỳ lúc nào, bất cứ khi nào. Còn however thì nó sẽ tương ứng với từ nevertheless hay là nonetheless hay là still. Trong trường hợp nó diễn đạt cái ý đối nghịch nhau, đối lập nhau, là tuy nhiên. Còn whatever, nó là anything, bất cứ cái gì. Mà whenever, wherever, sorry, wherever, là at any time, là bất cứ đâu. Thế vậy trong trường hợp này á, thì bạn muốn nói là bất cứ khi nào. Whenever. Với câu số 31, she accepted that she had at and mistakenly, which broke up her marriage. Chữ which này nó thay cho cái ý nghĩa của toàn mệnh đề ở phía trước. Cái điều này làm tan vỡ hôn nhân của cô ta. Thế thì trong cái câu người ta cho cái từ mistakenly là nhầm lẫn, là sai lầm. Broke up her marriage có nghĩa là đổ vỡ hôn nhân. Như vậy ở đây mình sẽ lựa chọn về nghĩa anh ta hành động, anh ta cư xử như thế nào đó. À, cô ta hành động, cô ta cư xử như thế nào đó. Nó dẫn đến cái này. Như vậy bạn có unwisely là không có khéo léo, không có khôn khéo. Còn wisely là ngược nghĩa lại, à khéo léo, khôn khéo. Romantically là lãng mạn. Như vậy về nghĩa thì nó sẽ chọn cái lựa chọn là không khéo léo, không khôn khéo ở câu A. Với cái câu 32, he remains optimistic. Optimistic với nghĩa là lạc quan, anh ta vẫn lạc quan. Và trong các cái lựa chọn thì bạn sẽ có cái ý của nó, người ta muốn nói là wounded. Wounded ở đây là bị thương. Badly wounded là bị thương nghiêm trọng. Thì trong trường hợp này là hai cái ý nó tương đối ngược nhau. Nhưng mà với though, although, even though là mặc dầu. Có thể xét về cái nghĩa là mặc dầu anh ta bị thương nghiêm trọng thì anh ta vẫn lạc quan thì nó phù hợp. Nhưng mà với though, although và even though thì nó sẽ không có đảo cái trạng từ hay là tính từ ra trước. Cho nên cái lựa chọn với chữ though không phù hợp trong trường hợp này. Còn với chữ as thì trong trường hợp as thì nó diễn đạt cái nguyên nhân. Ở đây không phải là nguyên nhân. Cho nên bạn cũng không chọn với chữ as trong trường hợp as he were badly wounded ở câu C. Hoặc là as badly wounded he was ở câu D. Mà mình sẽ chọn cái badly wounded as he were trong trường hợp as này là một cái dạng thức để diễn đạt cái so sánh, à, anh ta bị thương như thế. Như vậy cái lựa chọn đúng ở đây sẽ là B. Với câu số 33, speaking language is important for effective communication. Như vậy speaking language là
chủ ngữ ở đây, nhưng mà nó vẫn còn thiếu. Nói cái ngôn ngữ đó như thế nào? Như vậy, dùng một cái từ để bổ nghĩa cho cái speaking này. Thế thì bạn sẽ chọn với cái nét nghĩa unpleasantly là khó ưa, là khó chịu. Physically là thuộc về thân thể hay là theo luật tự nhiên. Accurately là đúng đắn, chính xác. Và actively là chủ động. Như vậy ở đây là nói chính xác một cái ngôn ngữ là điều quan trọng để mà mang lại cái giao tiếp hiệu quả. Như vậy lựa chọn của chúng ta sẽ là D. Với câu số 34, after John, a rough outline of the model, he will begin painting. Như vậy với after thì thông thường trong cái after người ta sẽ dùng cái dạng thức của hoàn thành trong mệnh đề này nếu người ta chia động từ với chủ ngữ. Và cái nguyên tắc ở phía sau người ta dùng he will begin painting là tương lai. Thì bạn không thể dùng những cái dạng thức ở quá khứ để mà diễn đạt trong cái trường hợp này. Cho nên nó vừa là phù hợp về thì giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ. Nó vừa là cái cách sử dụng của chữ after. Cho nên bạn sẽ đưa ra cái lựa chọn với has done. Còn cái này là quá khứ hoàn thành, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn, nó không phù hợp với cái cách sử dụng đó. Qua cái phần tiếp theo là cái phần điền vào chỗ trống trong cái đoạn văn. Thì những cái gợi ý cho phần này chúng ta đã gặp nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài đọc trong phần này. Câu hỏi 35 và 3 đến 44 nó sẽ liên quan tới cái đoạn bài đọc này. Với câu hỏi số 35, các bạn sẽ có một số cái lựa chọn. They must wait an influx of immigrant children, many of whom speak little or no English. Thì các bạn có các cái từ vựng influx, dòng người. Còn immigrant là dân nhập cư. Và các cái lựa chọn với cope. Bạn sẽ có cope with là đối phó, là đương đầu với. Còn cái chữ do là thực hiện theo một cái lộ trình có sẵn. Chữ stay là ở, hay chữ fight là chiến đấu, là chống lại, là đánh nhau. Thế thì nó không có phù hợp về nét nghĩa trong trường hợp mà bạn dùng trong cái câu số 35. Như vậy cái lựa chọn của chúng ta sẽ là D. Tức là họ phải đối phó với một cái dòng trẻ em nhập cư khá là lớn. Nhiều trong số những cái trẻ em này, nhiều người trong này không biết nói tiếng Anh. Little là hầu như không biết, hầu như không. Rất là ít hay là hầu như không. Qua câu số 36, they must respond to demand the curriculum reflect the various cultures of all children. Demands ở đây là nhu cầu. Curriculum là chương trình học. Reflect là phản ánh, là thể hiện, là phản chiếu. Various cultures là những cái nền văn hóa khác nhau. Thế thì với cái lựa chọn phù hợp ở đây, thì bạn sẽ chọn một cái dạng đại từ, đại từ quan hệ để thay cho cái demand là một cái từ chỉ vật đó. Họ phải phản hồi lại những cái nhu cầu mà cái chương trình học này nó thể hiện qua các cái văn hóa khác nhau của toàn bộ bọn trẻ. Như vậy ở đây bạn sẽ chọn cái đại từ that là nó phù hợp. Còn với who thì nó sẽ thay cho trường hợp chỉ người. Còn whether thì nó dùng trong một cái dạng thức của câu hỏi gián tiếp với nghĩa là liệu có phải như vậy hay không. Nó sẽ không phù hợp nghĩa ở đây. Còn chữ what nó có thể dùng như một đại từ quan hệ. Nhưng what là một cái đại từ quan hệ thì nó sẽ đứng một mình. Nhưng nó không có cái thành phần ở trước nó, không có cái danh từ mà nó làm rõ ở trước nó. Với câu số 37, school must make sure that students develop skills for the job market. Như vậy bạn thấy skill là một danh từ, develop là một động từ. Thì develop skill, skill là một cái tăng ngữ của động từ develop. Thế chỗ trống này nó có thể dùng một cái tính từ để làm rõ cho cái skill đó như thế nào. Thế thì xét về bốn cái lựa chọn khi bạn dùng, thì bạn sẽ có chữ base là nền tảng, nền móng. Và nó là danh từ. Basic ở lựa chọn B.
thì nó cũng là một cái danh từ. Ở lựa chọn C thì nó là một tính từ. Thế thì bạn sẽ chọn cái lựa chọn C để bổ nghĩa cho cái chữ skill, là những cái kỹ năng cơ bản, cốt yếu. Với câu số 38, school are these problems in ways that reflect the diversity of the US education system. Bạn sẽ có 4 lựa chọn. Address, give attention to something or deal with an issue or problem or matter. Như vậy trong cái chữ address ở đây có nghĩa là chú ý tới hay là giải quyết một cái vấn đề nào đó. Hay là xác định rõ và ghi rõ địa chỉ. Còn cái chữ discharge nó có nghĩa là dỡ hàng, bốc hàng ha. Deliver, phân phát, phân phối. Distribute cũng là phân bổ, phân phối, phân phát. Như vậy với cái nghĩa của cái câu ở đây thì bạn sẽ dùng từ address this problem, và nhận thức ở câu A nó là sẽ là phù hợp addressing. Với câu 39, they are hiring and training large number of teachers of English, a second language, and in some countries setting up bilingual school. Bilingual là song ngữ. Những cái trường đào tạo song ngữ. Và bạn có chữ S là một cái dạng thức của trạng từ, chỉ cách thức và nó thể hiện cái nghĩa là như là trong cái trường hợp câu ở đây. Một cái chữ like thì nó thể hiện là một cái dạng thức của so sánh. Chữ S và chữ like nó sẽ khác nhau. Chữ S tức là chính là đối tượng đó. Còn cái chữ like chỉ là một cách ví von thôi, nó không phải là chính xác đối tượng đó. Nên với cái trường hợp ở đây thì bạn sẽ chọn chữ as chứ không phải là chữ like. Đó là những cái giáo viên đó được chọn là những cái người sử dụng ngoại ngữ 2 trong nhà trường. Câu số 40. They are opening the traditional European center curriculum to embrace material from America, Asia, Asian and other cultures. Open, bạn sẽ có cái từ open, nó đi với một số cái giới từ để tạo thành một cái phrasal verb, là một cái dạng thức của cụm động từ. Bạn sẽ có open for, nó có nghĩa là perform before the main performance at a show or concert, biểu diễn trước hay là biểu diễn mở màn. Open into, nó nghĩa là mở ra hay là dẫn tới. Open up là khai thác, khai phá. Và embrace là đón nhận, là bao gồm. Như vậy về cái nét nghĩa của nó thì trong trường hợp ở đây bạn sẽ chọn cái chữ open up, opening up the traditional European center curriculum. Đó là sử dụng những cái curriculum, là những cái chương trình học theo cái European center, tức là lấy châu Âu làm trung tâm, theo cái truyền thống là lấy châu Âu làm trung tâm. Qua cái câu số 41, school are also teaching cognitive skill to the 40% of American students who do not go on to higher education. Về cách sử dụng của một số từ người ta dùng ở đây, cognitive. Cognitive với nghĩa là liên quan đến nhận thức. Cognitive skill với nghĩa là những cái kỹ năng về nhận thức. Slightly. Thì bạn sẽ có từ slightly với cái nghĩa là mỏng manh, yếu ớt, hay là sơ, hay là hơi. Còn fairly là khá, là tương đối. Còn mostly nó là đa số, hay là chủ yếu. Và nearly là gần như, hầu như. Nearly thì nó sẽ tương ứng với chữ almost. Như vậy ở đây thì bạn sẽ dùng cái chữ nearly trong cái lựa chọn này, là gần 40% trong số những cái sinh viên Mỹ này. Ở câu số 42. In the of a recent report by Commission on Achieving Necessary Skill. Như vậy nó liên quan tới report. Bạn có các lựa chọn mind, đầu óc, trí tuệ, direction là sự hướng dẫn, chỉ dẫn, was là ngôn từ và way là cách. Như vậy với các cái lựa chọn này thì in the of
a recent report. Tức là bạn sẽ dùng với nghĩa là theo một cái báo cáo gần đây. Như vậy bạn sẽ dùng cái ngôn ngữ, cái từ với lựa chọn C. Với cái câu tiếp theo. A strong back, the willingness to work and a high school diploma were once on that were necessary too. A start in America. Nó thì các cái động từ make tạo ra. Take có thể là nhận lĩnh, có thể dẫn dắt. Get có thể là nhận, lấy. Bring là mang theo. Thế thì với cái nán nghĩa kết hợp đó thì người ta sẽ dùng cái động từ ở đây là động từ make a start. Với cái câu tiếp theo. A well-developed mind continue willingness to learn and the abilities to put knowledge to work are the new keys, the future of our young people. Với chữ keys, thì trong trường hợp này, keys là cái chìa khóa. Như vậy, chìa khóa cho tương lai của giới trẻ, của những người trẻ tuổi. Thì ở đây bạn sẽ đưa ra cái lựa chọn với giới từ là to, keys to the future. Với phần tiếp theo. Liên quan tới phần đọc hiểu ha. Đó là những cái gợi ý các bạn đã xem qua ở những cái phần test trước rồi, đã giải thích ở những cái phần test trước rồi. Nhưng mà bây giờ mình tiếp tục với cái phần câu hỏi trong đọc hiểu. Với câu hỏi thứ nhất trong phần đọc hiểu ở bài test đầu tiên. According to the passage, what of the following is learning in Broadville comprised? Thế thì cái nghĩa của từ learning nó bao hàm những cái nét nghĩa như thế nào theo cái đoạn văn. Thì bạn sẽ có ở dòng thứ nhất, ở đoạn 1 trong cái bài văn, bạn sẽ có là learning means acquiring knowledge or developing the ability to perform new behaviors. Như vậy tương ứng với cái lựa chọn này thì bạn sẽ có cái đáp án là knowledge acquisition. Thay vì dùng động từ acquire trong trường hợp nguyên văn ở trong bài thì người ta sẽ dùng cái danh từ của nó là acquisition. Và ability to development, ability development thì ở đây người ta dùng cái develop the ability. Đấy, là cái lựa chọn nó tương ứng, là một cái cách mà người ta diễn đạt lại cái ý đó. Người ta không dùng nguyên văn từng từ từng chữ ở trong bài, nhưng đó là cái cách mà người ta diễn đạt lại thông tin. Còn các cái thông tin như là acquisition social behaviors, behavioral skills, hay là các cái thông tin ở lựa chọn B, C và D ấy, thì nó sẽ không có đề cập vào trong cái định nghĩa của learning ở cái đoạn đầu. Qua cái câu số 46. Theo đoạn văn thì bọn trẻ là thường là không được dạy cái gì outside the classroom. Ở đây bạn nên chú ý là not và outside the classroom. Với các cái lựa chọn interpersonal skill, interpersonal communication, nó là kỹ năng giao tiếp, life skill, kỹ năng sống, literacy ở đây là biết đọc biết viết, là học đọc học viết, và calculation là học tính toán, right from wrong, từ đúng đến sai, những cái khác biệt giữa đúng và sai chẳng hạn. Rồi, thế thì ở trong bài đọc ở dòng số 1 đến dòng số 7 ở đoạn 2 thì bạn sẽ có rõ các cái thông tin liên quan tới các cái kỹ năng được dạy ở trường học và ngoài trường học, hay là bọn trẻ nó học được cái gì. Và bạn có cái câu là when they enter school, children learn basic academic subjects such as reading, writing and mathematics. Như vậy với môn reading and writing thì nó tương ứng với cái literacy. Còn mathematics thì nó có thể liên quan tới calculation. Như vậy với cái thông tin đó thì cái lựa chọn C này nó được dạy ở trường. Nó là when they enter school. Được dạy ở trường. Mà người ta hỏi là outside the classroom. Như vậy cái lựa chọn này nó sẽ là không được dạy ở bên ngoài trường. Đấy. Thì cái lựa chọn với not là bạn phải loại cái thông tin đó ra.
Qua cái câu số 47. Getting married, raising children, finding and keeping a job are mentioned in paragraph 2 as example up. Đó là những cái minh họa cho cái gì? Trường hợp A là the changes to which person, people have to orient themselves, là những cái thay đổi mà con người phải hướng đến, phải thay đổi cho phù hợp. Hay là những cái tình huống mà trong đó con người không thể nào tự rút ra cho mình bài học được. Hay là những cái cách mà con người sống bị ảnh hưởng bởi giáo dục. Hay là những cái khu vực, những cái nơi học tập mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Thế thì ở trong đoạn số 2, ở dòng 7 và dòng 8, bạn sẽ có cái thông tin là after they finish school, people must learn to adapt the many major changes that affect their lives, such as getting married, raising children, and finding and keeping a job. Thế thì các cái thông tin ở đây bạn sẽ có từ adapt. Adapt có nghĩa là thích nghi, làm cho hợp với, điều chỉnh cho nó hợp với, thích nghi với. Với những rất là nhiều những cái thay đổi mà nó ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, chẳng hạn như là kết hôn, là nuôi con, là tìm việc, rồi có được cái công việc đó. Thế thì với cái thông tin này thì mình sẽ đưa ra cái lựa chọn là thích nghi với những cái thay đổi mà liên quan tới cái cuộc sống, ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Với cái câu số 48, cái nào trong số những cái câu đây có thể được suy ra từ cái việc là cái quá trình học ở trong bài? Câu A là nó đã trở nên là ít thách thức hay là không có phức tạp như khi mà con người lớn dần lên. Hay là nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc cải thiện cái động lực của người học ở trường. Hay là nó diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hơn so với trong các cái tình huống liên quan tới học thuật hay là ở trường học. Hay là nó thú vị và nó có hiệu quả hơn ở trường so với trong cuộc sống thật. Thế thì các bạn sẽ có cái thông tin nằm ở dòng số 1 đến dòng số 3 trong cái đoạn đầu tiên. It's common to think of learning as something that takes place in school, but much of human learning occurs outside the classroom, and people continue to learn throughout their lives. Như vậy trong cái trường hợp này người ta nói là much of human learning, rất là nhiều cái việc học của con người là nó occurs, là xảy ra ở ngoài lớp học. Như vậy với cái thông tin đó thì cái lựa chọn của chúng ta sẽ là C. Với câu số 49, according to the basic, the study of learning is important in many fields due to ở đây là bởi vì the need for certain experience in various areas, là cái nhu cầu đối với một số cái kinh nghiệm nhất định trong các lĩnh vực khác nhau. Hay là exploration là sự khám phá ra cái best teaching method, là cái phương pháp giảng dạy hay nhất. Hay là great influence là cái ảnh hưởng lớn nhất đối với cái ongoing learning process, là cái quá trình học. Hay là những cái ảnh hưởng về cái hành vi khác nhau trong cái quá trình học. Thế thì bạn có thể xem cái thông tin ở dòng 1 đến dòng 3 trong cái đoạn bài đọc số 3. Because learning continues throughout our lives and affects most everything we do, we study of learning is important. The study of learning is important in many different fields. Như vậy với cái thông tin này thì bạn sẽ có cái great influence of the ongoing learning process. Nó ảnh hưởng rồi rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Với câu 50, it can be inferred from the basic that social worker, employers and politicians concern themselves with the study of learning because they need to. Đây là một cái câu hỏi mang tính chất suy luận. Họ cần phải làm gì đây? Change the behaviors of the objects of their interest toward learning. Là thay đổi cái hành vi của những cái thái độ của những cái đối tượng liên quan tới cái sự hứng thú của họ đối với cái việc học. Hay là
qua cái việc hiểu được những cái hành vi của các cái đối tượng liên quan đó, hay là khiến cho những cái đối tượng này nó được hiểu rõ hơn, ý thức rõ hơn về cái tầm quan trọng của việc học, hay là hiểu được cái những cái kích thích mà nó liên quan tới cái cảm nhận của các cái đối tượng này, liên quan tới những cái thích thú trong cái việc học của mình. Thế thì ở cái dòng số 4 và đến dòng số 6 trong đoạn 3 thì bạn sẽ có cái thông tin là psychologists, social workers, criminologists and other human service workers need to understand how certain experience change people behavior. Rồi tiếp theo, employers, politicians and advertisers make use of the principle of learning influence the behaviors of workers, voters and consumer. Như vậy tương ứng với cái thông tin ở đây thì chúng ta sẽ có cái lựa chọn B là thoroughly understand, hiểu thấu những cái hành vi của cái đối tượng đó. Objects of their interest là những cái đối tượng mà nó khiến họ quan tâm. Understand how certain experience change behavior, và trong trường hợp là use the principle influence on behavior. Cái từ này trong cái đoạn số 4 gần nghĩa với từ nào? Thế thì bạn sẽ có cái từ retrieve, có nghĩa là lấy lại, là tìm lại được cái vật đã mất, hoặc là khôi phục lại tiếng tâm, hay là phục hồi. Còn cái từ generate là phát điện, hay là sinh ra, hay là phát ra. Recover là phục hồi, là bình phục, là lấy lại, là tìm lại được. Còn cái từ gain là đạt được hoặc là tăng lên. Và ở cái dòng số 2 đến dòng số 3 trong đoạn bài đọc số 4 thì bạn sẽ có cái thông tin, mình có thể đoán nghĩa của nó qua các cái thông tin này. And how the brain later retrieve knowledge when they need it. Thế thì cái lựa chọn của chúng ta sẽ là C, recover. Not to. Ở đây là câu hỏi với not. Với những câu hỏi với not thì mình sẽ loại thông tin ở trong bài. Các cái thông tin được đưa ra trong cái đoạn bài đọc số 4 thì bạn sẽ thấy là psychologists who study memories are interested in how the brain store information, v.v. cho đến cuối, đến cái đoạn là person experience. Như vậy trong cái đoạn bài đọc số 4 này thì bạn sẽ thấy các cái lựa chọn liên quan tới các cái thông tin về psychologist này. Và với cái thông tin ở cái câu C thì bạn sẽ có psychologists are all interested in. Như vậy với cái chữ all này nó khiến cho cái câu C này nó không có phù hợp, và cái thông tin đó nó cũng không có được đề cập ở trong bài. Nó chỉ là một bộ phận, một nhóm những người này thì quan tâm tới mảng này, và một nhóm những cái nhà tâm lý học khác thì quan tâm tới một cái mảng khác. Cho nên trong cái đoạn số 4 này bạn sẽ thấy rõ thông tin nó đi từ cái psychologists who are studying memory cho đến cái phần cuối cùng là person experience. Và cái câu trả lời ở đây là câu C, vì cái chữ all interested on nó không có phù hợp. Câu hỏi tiếp theo. According to the basics, the stimulus in simple forms of learning như thế nào? Ở đoạn bài đọc cuối, dòng số 1 đến dòng số 4, bạn sẽ thấy simple form of learning involves a single stimulus. A stimulus is anything perceptible to the sense, such as a sight, sound, smell, touch, or taste. Tiếp theo, in a form of learning known as classical conditioning, people learn to associate two stimuli that occur in sequence, such as lightning followed by thunder. Thế thì qua các cái thông tin ở trong đoạn bài đọc đó, bạn có thể đưa ra được cái thông tin là những cái kích thích là những trong những cái dạng thức đơn giản thì nó là cái lựa chọn là bare relation to perception. Nó tạo ra cái sự liên hệ từ cái mối liên hệ đó dẫn đến cái cảm nhận về đối tượng. Ở thông tin này
learning as classical tradition be learn to associate. Associate ở đây có nghĩa là liên kết, là kết hợp hay là liên hệ hai cái dạng thức, cái thức tố đó mà nó xảy ra trong cái tự nhiên đó, chẳng hạn như lightning followed by thunder, nó đưa ra một cái suy luận, một cái cảm nhận về đối tượng. The basic discuss, mainly discuss what? Như vậy trong câu hỏi này thì nó hỏi về cái main idea, cái ý chính của cái bài đọc. Thế thì ý chính của bài đọc thì bạn sẽ thấy trong cái đoạn thứ nhất, người ta đưa ra một cái định nghĩa về learning. Trong cái đoạn thứ hai, người ta sẽ đưa ra cái learning of young children cụ thể như thế nào. Đoạn thứ ba, influence of learning principle, những cái tác động, những cái ảnh hưởng của các cái nguyên tắc học. Và ở đoạn thứ tư là các cái dạng thức. Như vậy với các cái ý tổng hợp của các cái đoạn này thì bạn sẽ đưa ra cái lựa chọn về ý chính của đoạn, đó là D, những cái nguyên tắc cơ bản của cái việc học và những cái tác động của nó. Qua cái đoạn bài đọc tiếp theo. Câu hỏi 55 đến 64 liên quan tới cái đoạn bài đọc số 2 ha. Theo đoạn văn thì cái từ counter nó được xác định như thế nào? Ở dòng 1 đến dòng 3 ở đoạn số 1 thì bạn sẽ thấy counter is a word in common use with complex meaning. Nó là một cái từ mà nó có nghĩa rất là phức tạp. And is derived là xuất phát hay là nảy sinh. Like the term broadcasting from the treatment and care the soil what grows on it. It's directly related to cultivation and the Aztec culture, and cultures are part of the same verbal complex. Nên với thông tin này thì cái lựa chọn của chúng ta sẽ là culture is related to the preparation and use of land for farming. Câu hỏi số 56. It is stated in the paragraph 1. In paragraph 1 that a cultured person. Từ cái đoạn bài đọc số 1, ở trong đoạn bài đọc số 1 từ cái dòng số 3 đến dòng số 4 thì các bạn sẽ có a person of cultured has identifiable attribute among them a knowledge of an interest in art, literature and music. Với thông tin này thì cái lựa chọn của chúng ta sẽ là has knowledge of arts, literature and music. Ở câu số 57. The author remarks that culture and civilization are the two words that. Như vậy hai từ này là hai từ như thế nào? Share the same word formation pattern, là nó có một cái dạng thức được thành lập giống nhau, hay là nó liên quan tới agriculture và cultivation, hay là both have nearly the same meaning, có nghĩa gần giống nhau, và do not develop from the same meaning. Thì trong cái dòng 3 đến dòng 5 của đoạn bài đọc số 2, bạn sẽ thấy distinction have been drawn to between culture and civilization. The latter is a word derived not like culture or agriculture. Như vậy cái từ thứ hai, tức là từ civilization, nó là một cái từ mà nó xuất phát từ cái nguồn, bắt nguồn từ một cái từ mà nó không giống như culture hay là agriculture, from soil but from the city. Như vậy nó không phải là từ soil, là từ đất đai, mà nó xuất phát từ city. Và hai từ này sometimes treated as synonym. Một số trường hợp thì người ta dùng nó là từ đồng nghĩa. Yet this is misleading. Nhưng đây là sự hiểu nhầm ha. Như vậy ở đây thì nó khác biệt nhau đấy. Như vậy lựa chọn của chúng ta sẽ là do not develop from the same meaning. Bạn có thể suy ra từ đoạn bài đọc rằng từ thế kỷ thứ 20 thì như thế nào? School and university have thus classic literatures and history, v.v. Các cái thông tin A, B, C, D. Bây giờ ở dòng
số 8 đến nhầm số 11 ở đoạn bài đọc 2. Bạn sẽ có there are cultural processes. What, for example, the word culture means had changed substantially since the study of classical that the Greek and Roman literature, philosophy and history cease in the 20th century to be central to school and university and education. Ở đây bạn có từ since, nghĩa của nó là stop happening or end. Như vậy từ cái thế kỷ thứ 20 này thì literature, physical, philosophy and history nó bắt đầu ở cái giai đoạn là chấm dứt, là giảm đi, là kết thúc cái quá trình mà nó không phải là central, không phải là trung tâm đối với các cái trường nữa, trong cái giáo dục của các cái trường nữa. Như vậy cái lựa chọn của chúng ta sẽ là câu C. Classical literature, philosophy and history have not been taught as compulsory subject. Tức là nó không được dạy như một môn học bắt buộc ở các cái trường này. Bởi vì cái chữ này, since, says. Đấy. Với cái từ attribute, thì bạn sẽ có attribute với nghĩa là thuộc tính. Mà nó nằm ở trong cái dòng 3 đến dòng 4 ở cái đoạn bài đọc số 1. A person of culture has identifiable attributes among them knowledge, v.v. Thế thì với từ aspects là dạng thức, field là lĩnh vực, quality là tính chất, skill là kỹ năng. Như vậy ở đây thì cái từ mà tương ứng nghĩa thì nó sẽ là từ quality ở câu C. Câu 60. The word stated in paragraph 2 could be best replaced by. Cũng xét về nghĩa của từ. Stated, that means tỉnh, hoặc là thuộc tỉnh học. Tức là nó đứng yên, nó không có sự thay đổi, nó không có cái sự chuyển động. Ở dòng số 7 đến dòng số 8 trong cái đoạn bài đọc số 2 thì bạn sẽ có là cultures evolved or developed. Một cái câu hỏi, nó tiến hóa hay là nó phát triển. They are not stated. Nó không có tỉnh, không có đứng yên. They have twists and turns. Như vậy, từ they are not stated thì nó sẽ tương ứng với evolved or developed. Thì cái nghĩa của từ static ở đây có nghĩa là unchanged. Trong khi từ regular là thông thường hay là đều đặn. Balance là cân đối. Còn từ dense đó có thể là mật độ hoặc là dày. Câu 61. Which of the following is not stated in the passage? Các cái câu B, C và D nó sẽ được đề cập, nó đã được đề cập trong cái đoạn bài đọc 1 và 2. Các bạn thấy các thông tin này. Còn ở đoạn bài đọc 3 thì bạn sẽ thấy sing in anthropology ở đây là nhân loại học và sociology là xã hội học. We also acknowledge cultures, classes, culture shock and culture. The range of reference is extremely wide. Thế thì thông tin này nó sẽ đưa ra cho các bạn lựa chọn. Distinction have been drawn between culture and civilization. Là nó không phải là một cái lựa chọn được đưa ra ở trong bài. Câu A. Cái về nhân loại học, cái ngành nghiên cứu về nhân loại học và xã hội học này đã cố gắng hạn chế những cái reference, là những cái tham chiếu, những cái mảng liên quan tới culture. Trong cái đoạn này nó không có đề cập tới. Còn các cái thông tin này nó nằm ở trong đoạn 1 và đoạn 2. It is difficult to give the definition of the word culture except for. Trong cái trường hợp dòng 1 và dòng 2 thì bạn có cái, ở đoạn 1 bạn có culture is a word in common use complex meaning. Nó là một cái từ có nghĩa rất là phức tạp. It is derived life broadcasting from the treatment
and care of the soil and of what grow on it. Như vậy cái khó để mà xác định được cái nghĩa của từ counter, ngoại trừ đối với cái trường hợp. Như vậy trong cái trường hợp của agricultural mà medical meaning này, cái nghĩa của nó ở đây. Treatment and care of the soil of what grow on it. Tức là trường hợp này có đề cập, còn những cái trường hợp khác thì nó khó mà xác định được cái nghĩa của từ counter. Qua câu số 63. Which of the following is not true about the word counter? Ở câu 63 thì các cái lựa chọn B, C và D được đề cập ở trong đoạn bài đọc số 2. Nhưng riêng với cái lựa chọn A, it is a word that cannot be defined, thì nó không đúng ở trong bài. Bởi vì cái từ culture nó đã được đưa ra trong cái định nghĩa ở cái đoạn bài đọc 1 và nó được xác định trong các cái đoạn bài đọc đó. Cho nên cái câu A là cái lựa chọn không đúng ở trong trường hợp này. Not true. The basis mainly discusses. Trong cái đoạn bài đọc đó nó chủ yếu bàn về cái gì? The distinction between culture and civilization. Hay là the figurative meaning of the word culture. Hay là derivatives of the word culture. Hay là multiplicity of meanings of the word culture. Thì bạn sẽ thấy trong cái đoạn bài đọc cuối cùng, nó là một cái đoạn bài đọc kết luận lại các cái ý người ta đã nêu. Đoạn cuối thông thường nó giống như một cái đoạn kết luận lại các cái ý người ta đã nêu. Và nó có cái câu số 1, câu đầu tiên trong đoạn này, nó là một cái topic sentence, là cái câu thể hiện cái nội dung chính của đoạn. Thì người ta nói là multiplicity of the meanings attached to the word make and will make it difficult to define. Như vậy cái lựa chọn của chúng ta sẽ là D. Qua cái phần viết ha. Với câu đầu tiên, my professor will retire next month after teaching chemistry for 20 years. Người ta cho bạn after my professor. Thế thì bạn có cái nhóm cấu trúc của từ after. After nó được xem như là một giới từ, thì nó sẽ kết hợp với một cái động từ thêm ing hoặc là một danh từ đích thực. Thì nó sẽ tương ứng với after được xem như một liên từ. Liên từ thì nó sẽ kết hợp với mệnh đề. Và trong mệnh đề thì động từ đi với after thông thường nó sẽ chia ở dạng thức hoàn thành. Như vậy bạn có thể chuyển đổi cái câu after my professor has finished teaching chemistry for 20 years. Hay là she will retire next month. Thay vì bạn dùng cái after teaching là một dạng thức động từ thêm ing, thì mình biến nó thành một mệnh đề và chia ở dạng thức hiện tại hoàn thành phù hợp với cái chủ ngữ là my professor. Với cái câu số 2, having done the test well, Tom hoped to be given a good mark. Như vậy bạn sẽ có cái dạng thức rút gọn của mệnh đề phụ chỉ lý do ở trong trường hợp là having done the test well. Và bạn chỉ rút gọn được mệnh đề phụ trong trường hợp là nó cùng có cùng chủ ngữ với mệnh đề chính. Như vậy với cái mệnh đề phụ là having done, mệnh đề phụ rút gọn là having done the task well, thì nó sẽ tương ứng với cái mệnh đề đầy đủ của nó, as hoặc là because hoặc là since. Tom had done the task well. Nên bạn có thể viết lại cái câu này. Tom hoped to be given a good mark as hoặc là since hoặc là because he had done the task well. Vì lý do là cái chữ hope người ta chia ở quá khứ đơn rồi. Cho nên ở đây bạn muốn dùng dạng thức hoàn thành thì nó phải tương ứng là quá khứ hoàn thành, chứ không dùng hiện tại hoàn thành. Với trường hợp của câu số 3, we last saw Mr. Brown, our old teacher, when we were at Mary's party. Thì người ta sẽ chuyển đổi cái quá khứ đơn với chữ when qua cái dạng thức của hoàn thành với chữ since. Hiện tại hoàn thành với chữ since. Như vậy với cái chữ when, we were at Mary's party, với
last saw này, thì bạn sẽ chuyển đổi. We have not seen, phủ định của nó là không gặp cái ông này. We not, have not seen Mr. Brown since we were at, or we attended Mary's party. Ở đây là lần cuối hay là lần gần nhất mà tôi thấy ông này là lúc chúng tôi ở bữa tiệc đó. Như vậy tôi không thấy ông này kể từ lúc chúng tôi ở bữa tiệc đó cho tới bây giờ. Câu số 4, it is said that the prisoner has escaped to neutral country. Ở đây là dạng thức bị động với mệnh đề tường thuật. Và nó sẽ được chuyển đổi qua, một là với chủ ngữ giả, hai là với chủ ngữ thật. Thế thì ở đây bạn sẽ có it cộng với is said that, rồi sau đó một mệnh đề của nó. Nó sẽ tương ứng với cái chủ ngữ thật ở trong mệnh đề này. Be said, ở đây nó sẽ chia tương ứng với chủ ngữ này, chia tương ứng với cái thì mà người ta dùng ở bên kia. Rồi đến to infinity hoặc là perfect infinity, bạn sẽ dùng cái dạng thức to have và past trong trường hợp cái động từ này nó xảy ra trước cái động từ tường thuật này. Thế thì với cái câu ở đây là is, nhưng mà ở đây là has escaped. Như vậy bạn thấy cái động từ trong cái mệnh đề ở phía sau thì nó xảy ra trước cái động từ tường thuật. Như vậy bạn sẽ dùng cái dạng thức của perfect infinity là the prisoner is said to have escaped to a neutral country. Và câu số 5, what exclaim my dress were beautiful, exclaim. Ở đây có nghĩa là nó dùng trong một trường hợp cái câu cảm thán là khen, ồ đẹp quá hay cái đầm của bạn đẹp quá. Như vậy trong trường hợp diễn đạt cái exclamation là một dạng thức của câu cảm thán thì bạn sẽ có hai cấu trúc, hai trường hợp có thể dùng. How kết hợp với tính từ hoặc là trạng từ, sau đó dùng chủ ngữ và động từ ở phía sau, tùy theo cái động từ mà bạn sẽ dùng tính từ hay trạng từ cho phù hợp. Tương ứng với what kết hợp với an nếu như danh từ này là đếm được ở số ít. Hoặc là không có dùng an mà dùng một cái số từ phù hợp đối với danh từ số nhiều. Kết hợp với tính từ và phía sau bạn có thể đề cập đến chủ ngữ và động từ hoặc là không cũng được. Như vậy với cái câu đó thì bạn sẽ có cái câu tương ứng là how beautiful your dress is hoặc là what a beautiful dress you have. Qua cái phần viết đoạn văn, bạn sẽ viết một cái đoạn văn 140 từ bàn về cái chủ đề. Người ta đi học đại học cao đẳng vì một số cái lý do. Có thể một số người là vì kinh nghiệm mới, trải nghiệm mới. Một số người thì trang bị cho tương lai, nghề nghiệp trong tương lai. Một số người thì muốn đạt được những cái tăng kiến thức của mình. Thế bạn nghĩ là người ta đi học đại học là vì lý do gì? Sử dụng một số cái lý do kết hợp với những cái ví dụ để làm rõ cái quan điểm của mình. Thế thì đây là một cái bài mẫu cho các bạn. Ở đây bạn sẽ có cái câu đầu tiên, nó giống như là một cái câu mở đầu, nó là cái topic sentence, cái câu chủ đề của cái đoạn. Nowadays more and more people attend college or university because of different purposes such as preparing for the career, obtaining knowledge, or even for new experience. Đó là một số cái lý do mà tôi đưa ra. Rồi sau đó bạn sẽ triển khai các cái ý. Đầu tiên, nó là cái ý đầu tiên khi mà bạn đưa ra, triển khai rõ cái câu chủ đề ở trên. Firstly, most of people decide to enter college or university in order to equip themselves with a good preparation for the future job. Như vậy, good preparation này nó sẽ triển khai cái ý đầu tiên, đó là preparing for the career. Rồi, for example, nó là làm rõ cái quan điểm này. Most of them wants to get good job with well-paid salaries after the graduation. Rồi, qua quan điểm thứ hai. Secondly, there are also a number of people attending college or university just because they desire to improve the knowledge. Như vậy, quan điểm thứ hai thì nó triển khai cái obtaining knowledge, ở đây là improve the knowledge. It is clear that those people really want to broaden their horizon. Broaden the horizon is also mean broaden knowledge or improve the knowledge or obtaining more knowledge. So as to cope up with the advance of the society. Và đến cái lý do thứ ba, finally,
Some people attend university because they just want to have new experience. Chỉ có muốn trải nghiệm mới, có những cái trải nghiệm mới. Have more fun in life. Có những cái niềm vui trong cuộc sống. For instance, some people in the middle age enter university because they want to experience new things and have more interesting and worthy life. Một số cái người ở độ tuổi trung niên, người ta đi học đại học hay là người ta tham gia ở bậc đại học chỉ là để đi tìm những cái niềm vui hoặc là để khiến cho cái cuộc sống của họ có những cái trải nghiệm mới, nó thú vị hơn, nó đáng sống hơn. So, in conclusion, và cuối cùng là kết luận lại các cái thông tin mà mình đã diễn đạt ở trên. Each person has his or her own reason for attending college or university. Như vậy tóm lại thì mỗi người có một cái lý do riêng của mình để chọn con đường là học đại học hay là cao đẳng. No matter what objective they want to achieve, getting higher education all the way brings them lots of benefit. Cho dẫu thì họ có tham gia học với mục tiêu như thế nào, họ muốn đạt được cái mục tiêu như thế nào, thì cái việc học cao hơn nó cũng mang lại cho họ khá nhiều những cái ích lợi. Thì đó là cái kết luận lại các cái thông tin. Đây chỉ là một cái đoạn bài đọc mẫu, các bạn có thể một cái đoạn viết mẫu các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể triển khai những cái ý của mình. Okay, that's all for today. Bye, see you later.